Bản quyền phim Full Hạ Tầng tại Việt Nam thuộc Công ty Cổ phần Truyền thông Hòa Thủ. Tập 51. Mẹ, bởi vì mẹ muốn binh vực cho dân xin nên mới nói dối chứ gì. Không có, là thật đó. Người mà lấy bí mật của bạn ra làm trò đùa như vậy rất thích hợp với biệt danh tiến sĩ già chết. Mẹ à, người nào mà nghe được lại tưởng thật cho coi. Thôi chúng ta ba ăn cơm đi, tắm xong cho hai đứa, mẹ đói bụng quá à. Hai đứa lớn thêm chút nữa mẹ không tắm được nữa đâu. Cô Sai Chen, khi nào con lớn lên thì con nhất định sẽ tắm cho cô nha. Ôi trời ơi, vinh dự quá đi. Cô sẽ đợi. Đã chưa gà, con sẽ không tắm cho mẹ sao hả? Con phải nhường cho bạn cơ hội là một người con hiếu thảo chứ. Như vậy mới là bạn tốt. Ôi trời ơi, ích kỷ thật đó. Ôi trời. Ôi trời, sảng khoái quá. Tắm rửa sạch sẽ cho hai đứa xong mẹ thấy sảng khoái quá. Thì tại vì mẹ cũng mới tắm xong nên mới sảng khoái mà. Con cũng sảng khoái mà đúng không? Mau lên, chúng ta đi kiếm gì đó ăn đi. Chúng ta cùng nhau đi kiếm gì đó ăn, mau lên đi nha, nàng tiến sĩ già chết. Kim dân xin. Ba của con thực sự định chuyển khỏi đây sao? Con cảm thấy thời gian đúng là thứ đáng sợ thật đó chú à. Con không thể nào tránh né được. Không thể tránh được chú à. Con chỉ mới sống ở trên đời này có 20 năm thôi, tại sao lại dùng ép con như vậy chứ? Con không thể nào thở nổi nữa. Chú nói chuyện này đằng nào cũng không tránh khỏi mà. Con cũng không biết mình có thể chịu đựng được tới bao giờ. Hai đứa cứ chuyển đi đi. Nếu như cứ sống ở đây thì cả hai đứa đều không ổn đâu. Cả hai đều lớn lên ở đây nên không tránh khỏi điều đó. Ý chú muốn nói là con với Chinh Hôn cùng nhau chuyển đi sao? Chính những ngày tháng chung sống với nhau như một gia đình sẽ có thể là gánh nặng cho mối quan hệ của hai đứa. Vậy còn chú thì sao đây? Thì chú lúc nào cũng sẵn sàng chuẩn bị tinh thần con sẽ rời đi mà. Chỉ là ngày đó đến nhanh hơn so với chú nghĩ thôi. Con không thể làm như vậy được đâu. Giờ con không cần nghĩ tới cảm xúc của chú. Con cứ càng suy nghĩ nhiều quá mức như vậy thì sẽ không thể tìm được câu trả lời. Nếu con không đủ dũng khí thì không có khởi đầu mới. Anh Trong Côn, dạo này Chun Dân nhà em mỗi ngày đều đến nhà hàng chúng ta để làm thêm đó anh à. Thật vậy à? Dạ. Bây giờ ngày nào nó cũng đến nhà hàng đều đặn, đến nỗi mọi người ở đó ai cũng tưởng là giấu kho báu nữa đó. Vậy sao? Đây đúng là một tin tốt đó. Mỗi tuần con chỉ nghỉ 2 ngày, còn ngày nào con cũng đến. Bác đã sống tới ngày này rồi sao? Người ta thường có câu trẻ con mau lớn mà anh. Chớp mắt tôi là tụi nó đã trưởng thành hết rồi. Ồ, việc lên thực đơn vẫn diễn ra suôn sẻ chứ. Hôm qua con đã nghiên cứu tới 3 giờ sáng rồi mới về nhà nghỉ. Em nghĩ đến chuyện sẽ làm canh hải sản. Canh hải sản à? Là canh gà hầm sâm thêm bầu ngư và bạch tuộc, những nguyên liệu tốt cho sức khỏe. Em định làm một món vừa ngon miệng lại đầy đủ dinh dưỡng để đưa vào thực đơn đặc biệt lần này. Nhưng mà như vậy không phải giá thành phẩm sẽ hơi cao sao?
khách tới nhà hàng chúng ta còn đắn đo tiền bạc hay sao? Việc cạnh tranh giá thực đơn đặc biệt trong giờ trưa cũng là một vấn đề rất quan trọng đó. Người Hàn Quốc chúng ta vẫn thường coi trọng bữa tối hơn. Nếu bữa trưa mà quá mắc thì bọn họ sẽ không ưu tiên đâu. Nhưng Kim Dân Shin liệu sẽ quyết định lên thực đơn như thế nào? Dạ cô ấy nói là sẽ chuẩn bị canh thịt bò. Nghe nói cô đang chuẩn bị món canh thịt bò. Tôi định sẽ nấu nước dùng từ bắp bò, xương bánh chè và gân bò, kết hợp với một chút tương đậu và hạt mè để có thể tạo hương vị cho canh. Như vậy sẽ đậm đà hơn nhiều. Cô sẽ nấu nước dùng từ bắp bò, xương bánh chè và gân sao? Nếu có vấn đề về giá món ăn, tôi sẽ tính tới việc trộn xương bánh chè với gân bò để đảm bảo chất lượng giá thành. Bộ cô nghĩ đây là nhà hàng bình dân hay sao? Ai lại trộn xương bánh chè với gân với nhau? Thực đơn đặc biệt mà làm tầm thường quá thì khách của chúng ta sẽ không xem qua. Vì được trao cơ hội nên tôi sẽ cố gắng chăm chỉ. Em vào bếp làm gì vậy? Không còn chuyện gì để làm cho nên vào đây hả? Doanh thu nhà hàng đang tăng mà sao chị lại nói là em không có gì chứ? Nhưng tôi nói nè, món này nhìn không thể trang trí đẹp hơn sao? Người ta đâu có ăn bằng việc trang trí đâu. Trang trí cũng quan trọng lắm đó. Bộ cô không nhìn thấy nó hơi nhạt nhòa sao? Món này mà nhìn nhạt nhòa sao quản lý? Cô muốn nguyên liệu gì tôi cũng tìm cho cô. Nên thử nghĩ xem còn có cách nào khác không đi. Món này khác gì món ăn tầm thường có thể ăn được trong quán ăn Hàn Quốc bình dân đâu. Tôi đã quyết định xong rồi, nên là tôi sẽ cố gắng hết mình. Cũng đúng, sống thiếu thốn thì làm gì được ăn đồ ngon của lạ. Không phải xuất thân từ trường dạy nghề mà là quán cơm bình dân, giới hạn cũng chỉ đến vậy thôi. Sao mà em cứ phải trăn trở như vậy để làm gì chứ hả? Ai nói là em trăn trở hả? Lỡ đâu món canh hải sản của chị dâu anh nổi tiếng lên, vậy thì còn ra thể thống gì. Bản thân thùng rỗng kêu to mà cứ suốt ngày ra vẻ. Nhưng mà vụ này quá dễ cho chị dâu rồi. Cho dù Kim Dân Xin có thiên phú ẩm thực cỡ nào á, thì cũng không có nhiều kinh nghiệm thực tế. Đâu phải chỉ là một ngày hai ngày là phát triển được một nhà hàng Hàn Quốc cỡ này chứ. Lần này sẽ không vô ích đâu. Con hãy dẫn Dân Xin bỏ trốn đi. Chú Cơ Su à, chú nhờ con chăm sóc cho Dân Xin. Vậy còn chú thì sao đi? Thì chú vẫn cứ ở đây rồi sống chung với gia đình thôi. Gia đình là sao? Những người trong nhà thầy giáo Ly, bà và chú của Hồ Bốc, rồi cả ba cân trơn của con nữa. Bộ không phải họ thành gia đình của chú rồi hay sao chứ? Không phải ba của con, nói là sẽ rời khỏi đây sao? Phải giữ lại chứ. Chú phải giữ ba con lại. Không có Dương Xin, chú thực sự sẽ sống ổn sao? Người ở lại mà lo lắng thì sao người đi đi được kia chứ. Cứ để mọi việc ở đây cho chú. Con và Dương Xin cứ đi trước đi. Hãy sống cho tương lai của hai đứa. Nhưng mà chú Cân Su à, chứ lại sau khi đã đi rồi thì cũng không cần bỏ học y nữa. Nếu như con lại muốn bỏ học, con không thấy có lỗi với thầy Ly và Đa Chơn sao? Dù cho sau khi đã chuyển đi rồi thì con cũng không thể nào một mình bỏ đi học đại học đâu. Để cho Dân Xin đi làm ở quán bar để kiếm tiền sinh hoạt được. Với con, chỉ cần có Dân Xin là đủ lắm rồi. Thằng bé Chơn Hun, nó thật sự yêu con lắm đó. Chỉ cần như vậy thôi là chú thấy yên tâm được phần nào rồi.
Ồ. Có chuyện gì vậy Kinh Su? Em đã định nói qua điện thoại với anh, nhưng chắc gặp trực tiếp sẽ nói hay hơn. Về chuyện của Đa Trường, em thật sự xin lỗi anh nhiều, vì em thật sự không còn lời nào để nói ra nữa. Cậu đâu có lỗi gì đâu Kinh Su. Dù sao thì đối với tôi á, Dân Xin cũng vậy mà Trần Hun cũng vậy, như con cái trong nhà thôi. Ba của Trần Hun nói là sẽ dọn đi khỏi đây đó anh. Có chuyện đó sao? Em đã quyết định là để cho Dân Xin và Trần Hun chuyển đi. Em tin rằng người ở lại sẽ cùng chung sống với nhau như một gia đình giống như trước đây, và an ủi thì Đa Trơn sẽ thấy đỡ hơn nhiều. Anh Vân Xu, em thật sự trông cậy vào anh. Mong anh đừng phiền lòng mà hãy đến quán ăn như thường. Cho dù tụi nhỏ có sống cuộc sống sao đi nữa, thì những người còn lại trong nhà cũng không thể chia lìa. Ba của Trinh Hun à, xin chào buổi sáng. Ồ, thầy Giáo Ly, có chuyện gì không thầy? Chúng ta vào trong phòng tâm sự một chút đi ha. Tôi đã nghe nói về chuyện anh Định sẽ chuyển khỏi đây rồi, có đúng không? Tôi thấy có lỗi vì chưa trả được ơn cho anh, mà đã đi như thế này rồi. Tôi thật sự xin lỗi. Anh đừng nói như vậy. Giờ lớn tuổi rồi, ở một chỗ quen thuộc vẫn là tuyệt. Anh Định đi kiếm chỗ mới nào để ở được chi? Tôi còn mặt mũi nào để sống ở xóm này nữa đâu chứ. À, nhà chúng tôi đã quyết định lại đến quán cơm để ăn. Đã cùng chung sống với nhau như gia đình bao lâu nay, giờ chỉ có gì chút chuyện mà tan đàn xẻ nghé thì còn là gia đình sao? Thầy Giáo Ly à, có thể thấy hơi bất tiện, nhưng mà ngày nào cũng sống và gặp mặt nhau thì không phải là chuyện sẽ bình thường sao? Vậy thì tối nay gặp lại anh ở quán cơm nha. Mau lên con về ăn cơm. Bây giờ sao nhà mình có thể đến đó ăn được chứ? Vậy là em định tiêu nửa tiền lương để ăn thật à? Anh không biết em với Đa Trên có gì anh mà thấy mệt mỏi hay không nữa. Những lúc như thế này thì ba mẹ thương con cũng không có gì lạ. Nhưng mà bộ em không biết vì con mà phải mạnh mẽ hơn nữa sao? Anh sẽ đến đó ăn cơm. Em đi hay không thì tùy.